bạn đã đến kênh Bí Việt TV nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video thử thách cho bản thân nha các bạn. Hay trên bàn các bạn cũng thấy là đây là mình sẽ thử thách bản thân mình ăn 10 gói mì trong một lần nha. Đó. Thì đây mình có chuẩn bị 10 gói mì nha các bạn. Thì đây mình sẽ xé mì ra qua và mình sẽ chuẩn bị nước và làm cái thử thách lần này nha các bạn. Mì nha các bạn. Đây, ở đây 10 gói mì nè. Đây là 5 gói nè các bạn. Nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè các bạn. Đó. Ở đây mình mới gói xé là một gói là 6 nè. Ở đây là 4 gói nha các bạn. Đây nha. Rồi các bạn hãy theo dõi cái video này mình ăn cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, mình sẽ chế nước vào nha các bạn ơi. Đó, nồi nước quá trời nha. Đây, sẽ chế nước vào đây. Này các bạn. Đây nè các bạn ơi. Ồ, nó 10 cái mì nha các bạn. Quá trời luôn nè. Rồi mình sẽ ăn nha các bạn ơi. Quá trời thèm rồi. Chảo mì luôn. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Thịt nữa các bạn. Đồ ngon. Nó mì á, nó mì mà có bùn ngót nè, có thịt nữa các bạn, mớp nữa, trời ơi, nó ngon gì đâu các bạn hãy làm theo thử nha. Mình để mình cho một là cách chế biến rất là dễ nha các bạn. Hãy theo dõi mình ăn hết 10 gói mì không nha. Ngon quá bạn, ớt các bạn. Đã. Ăn cái ngọt liệm luôn. Ngon quá bạn. Lúc này thịt heo đang rẻ các bạn ơi. Ăn mì thịt heo ngon. Ngon thịt. Ngon quá. Đó. Mùa. Mùa lạnh này mà ăn ăn mì như kiểu này rồi. Quá hoàn hảo luôn mọi người. Chua.
Thật sự dai không? Quá đã luôn, ăn đổ mồ hôi luôn. Cho tay luôn các bạn ơi. Ăn nãy giờ mình được mấy gói nha mọi người. Lúc mình rất là ngọt nha. Cảm ơn rồi. Ăn nãy giờ quên mời các bạn, có lỗi quá. Mời các bạn nha. À, thông cảm, nhìn mì ngon quá quên luôn rồi các bạn. Quá đã luôn. Đây một cục nữa các bạn. Quá trời quá đất rồi. Cầm tay luôn bà. Ây da, ây da. Nhức nách quá, ngồi nhức nách. What the hell? Ăn cho người quay phim bắt thèm đúng không ạ?
Máy lấy thêm cái giá nè mọi người ơi. Cái giá hút nước nha, nước ngọt quá. Tại giờ ăn hơi khô. Ngon mà. Thấy no rồi các bạn. Còn nhiều đời thấy no rồi nè. Lên mì hết các bạn, còn rau mà nè. Hết mì ra. Còn rau. Hôm nay mình trở thành thánh ăn luôn các bạn ơi. Thánh ăn à. Ăn tiêu này thánh ăn lại đó. Mồ hôi rồi. Quá trời mồ hôi luôn. Cảm hết nha các bạn. Còn nha. Còn như đây mình no quá bạn ơi. Ăn 10 gói rồi. Nếu ăn 5 gói mình ăn hết. Rồi gói ngon quá. Còn rau với nước thôi bạn. Quá ngon. Các bạn yêu thích mình làm ẩm thực hoặc là ăn uống thì các bạn nhớ là like cho mình nha. Và những ai mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký và ủng hộ cho Bếp Việt nha các bạn. Và chia sẻ những video này đến cho người thân để cho mình có nhiều động lực để làm những cái clip mới nha các bạn ơi. Và Bếp Việt xin dừng video ở đây nha. Hẹn các bạn ở những video sắp tới nha các bạn. Bye các bạn.